សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺយកមុខម្ហូបឆាឃ្លោកជាមួយបាទជាមួយសាច់ជ្រូកបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកនេះពងទាពីរគ្រាប់បងប្អូនអើអាទីណាបាយយើងទៀតអកូនគេដឹងអ
Mấy con ăn đã ăn à ăn này mình chưa ăn mấy con chăm tóc thiệt đây được nọc tóc kia hả? Lấy cái việc lột bằng con hai nít lo à tập trục cho mấy lột và sai trái bánh con kia sọt hay nâng lột mà nó nâng tập trục bạn cho mơ còn dạ con cho ăn gì con cho ăn này Thank you.